trả lại kim cương cho kẻ đa tình. Hai trái bào sẽ lớp mình nhà từ lũy chỉ tám. Chiều nay thì võ sĩ đả mới nhất ở phiên bản server quốc tế ca phẩy thập ngũ sẽ chính thức cập bến với những kẻ gọi là trăng hoa có cũ nơi mới như là Kuro. Ông thần đã ngay lập tức ruồng rẫy chán bỏ chiêu hùa rồi, mặc dù cô ấy đã có tới hai chuỗi vòng ngọc, hai hồn vũ khí và sẵn sàng bung lên tầng sức mạnh cao nhất, đó là tầng lục vôn, thiếu chút mảnh vạn năng thôi. Ông ấy từ bỏ. Tương tự như vậy với Adgrimson. Adgrimson thì lại khó hơn các bạn ạ, thiếu hẳn một vũ khí. Nhân tiện thì mình tránh nốt mấy con còn lại nhá. Tứ môn Athena, lục môn Whip, lục môn Omega Lugo, lục môn Hayden mới ngon vãi. Hàn viện trợ cũng hết sức xịn sò luôn. Bên dưới này còn có Dolores luôn. Nhưng mình các bạn có thể gọi là thử nhá, đưa nó có ông thần liều lĩnh đưa Dolores thay thế Athena ấy các bạn ạ. Về mặt các loại đồ khác theo kèm thì tương đối tốt. Chúng ta có đông lạnh ở trạng thái 3 sao, còn đâu thì chủ yếu ở trạng thái 4 sao. Ở cái server số bao nhiêu? Server số 106 thì đây là một bộ đồ được làm chất lượng đấy. Nên là nếu như ạc này mà có lượng kim cương full mèo ấy các bạn, chiều nay quay mèo rồi, ạc này thì chắc là chỉ quay được mốc 2-3k thôi. Thì thật sự đây sẽ là vô cùng chất lượng đấy. Nhưng mà vì hụt mèo nên thú thật với các bạn là bạn nào bán nhận bán giao là sẽ thú thật là sẽ được hời siêu hời đấy các bạn ạ. Mình cũng lướt nhanh qua túi đồ nhá, vì thằng YouTube đợt này nó khóa nhắc nhiều quá cho nên là mình hay phải dùng những từ đồng nghĩa. Mong là các bạn hiểu được ngụ ý của mình nhá. Còn ông nào không rõ lắm thì cứ liên hệ với tôi theo thông tin phần tôi comment ấy. Rồi, cũng hết mảnh vạn năng rồi các bạn ạ, không còn mảnh vạn năng đâu. Đấy, còn thì ông ấy đã nâng lên lục môn chiêu vua rồi, lục môn chiêu vua thì với các bạn nếu như ca phải 10 điểm thì con này phải được 9.5. Wow, chả qua là công dùng nó chưa tới bến thôi. Ok, chứ con chiêu vua này cũng ngon nhá. Đùa thôi các bạn, con này mình nghĩ rằng thực nghiêm túc rồi thì nó cũng phải được tầm khoảng 7/10 so với ca phẩy. Còn nó mới đi kết hợp với ca phẩy thì nó sẽ là một con hỗ trợ cho ca phẩy và nó là siêu tốt luôn. Thôi các bạn nào mà ham hố ca phẩy thì các bạn chờ vòng 2 nhá. Chờ vòng 2 hàng này nó cũng chơi được ca phẩy đấy. Bỏ qua cái lục bỏ qua luôn Adgrimson đi. Báo thì đủ hồn vũ khí hai cái đâu mà. Ông chơi hai hồn vũ khí chu góp lên được thiếu một chút này vẫn đang. Phí ê để chơi nốt đi. Phí vãi ra. Mình còn check cái gì không? À tốt đấu trường cũng như là mọi đồ. Ấy hạng 6 ấy các bạn ạ. Hạc này mà S-Max chiêu hùa thì chắc chắn là còn cao nữa. Nhưng mà rồi sẽ tụt thôi. Mình tin là ca phẩy nó sẽ đưa hạc này là nếu như mà hên thì là 8-9-10. Còn xui thì là chắc chân một đích. Nhưng dù sao thì các bạn yên chí, các bạn cũng vẫn nhận bàn giao một cái nick vô cùng chất lượng. Rune báo cho Adgrimson, báo cho chiêu cầm rune xịn, ông thần cho whip với cả cho Omega Lugo lên những võ sĩ cũ các bạn ạ. Các bạn nào mà nhận bàn giao thì các bạn chuyển đồ hết cho chiêu hua cho mình nha. Cày thêm một ít nữa cho nó, từ giờ chắc chỉ tuần nữa thôi là đủ mấy vạn năng. Cho chiêu hua nó cắn hết. Omega Lugo sẽ là võ sĩ phò trợ thôi. Rồi tổng lực chiến lên đến trên 12 triệu, đồ ngon đấy các bạn ạ. Bộ ấn ký tứ hồn, hồn rùa phun đỏ luôn này. Chất lượng thật. Mỗi cái hụt mèo ông để phun mèo đi, tôi có phải gọi là tha hồ hét không? 4 cổng Orochi rồi các bạn, 5 cổng Orochi, 6 cổng Orochi rồi, khiếp tật. Thảo nào lực chiến gớm thế. 6 cổng Orochi rồi chứ có phải vớ vẩn đâu. Còn đâu bạn nào mà thích chơi trội nhá. Công thích chơi gọi là chơi phá cách nha. Công ráo lấy ca phẩy của tôi, công dí là mèo cho con chiêu hùa này cắn được cả thằng ca phẩy. Mình nghĩ rằng đấy mới gọi là dị nhân đấy. Dị nhân là server 1.6 này luôn. Hồi nãy toàn bộ thông tin mình đã check xong. Các bạn check cho mình phần chi tiết gọi là giá trị, giá cả ở phần comment mình ghi mình video nhé.